Thưa quý vị, tư vấn tâm lý học đường không phải là chuyện mới, nhưng vì nhiều lý do mà tổ tư vấn, phòng tư vấn tại nhiều trường học không hoạt động hiệu quả. Nguyên nhân là do học sinh ngại sẽ bị bạn bè biết rồi trêu ghẹo khi đến đây, hay có những trường hợp vấn đề khó nói trực tiếp với các thầy cô giáo tư vấn nên các em đành giấu kín rồi gánh chịu những vết thương tâm lý. Để giải quyết những vướng mắc trên, dự án tư vấn tâm lý học đường online của trường Trung học cơ sở Trần Phú, thành phố Vũng Tàu đã ra đời và đã thu được kết quả tích cực. Không cần e ngại bày tỏ những rắc rối của bản thân khi phải gặp trực tiếp giáo viên, chuyên viên tư vấn hay bạn bè trong trường. Chỉ cần một vài thao tác trên máy tính, thiết bị điện tử thông minh trên phần mềm Chatbot AI, những thắc mắc không biết hỏi ai của học sinh trường Trung học cơ sở Trần Phú, thành phố Vũng Tàu sẽ được trả lời sau ít phút. Đây là thành quả nghiên cứu của hai em học sinh là Nguyễn Bảo Ngọc và Nguyễn Huỳnh Thảo Nguyên. Theo Ngọc và Nguyên, dự án tư vấn học đường online trường Trung học cơ sở Trần Phú ra đời trong bối cảnh bạo lực học đường, các vấn đề tâm lý lứa tuổi học sinh đang trở thành nỗi lo lắng của phụ huynh học sinh và các giáo viên. Dù nhà trường và nhiều gia đình đã nỗ lực quan tâm, chăm sóc, lắng nghe học sinh và con em, nhưng trong độ tuổi đang lớn, tâm sinh lý các em có nhiều thay đổi, rất khó giải bài trực tiếp, nên nhiều em đành phải chịu đựng, tự tìm hiểu, dẫn đến những sai lệch về nhận thức lẫn hành động. Do đó, hai em đã nghĩ đến việc ứng dụng công nghệ thông tin để các bạn trong lứa tuổi của mình có thể giải tỏa tâm lý mà không phải lo lắng, e ngại khi đến phòng tư vấn tâm lý. Mạng xã hội hiện nay đang ngày càng phát triển, việc mà các bạn học sinh có riêng cho mình một cái điện thoại hoặc là một cái máy tính thì hầu như đã không phải là một việc quá là xa lạ, nên là mọi người kiểu dần dần trở nên khép kín với nhau hơn. Nên là em thấy là có những cái khúc mắc hoặc là những cái khó khăn mấy bạn gặp thì hiện tại mấy bạn đã giữ trong lòng mình và không có thể chia sẻ với mọi người khác. Nên là em thấy cái việc mà tạo ra một cái phương pháp hỗ trợ cho mấy bạn chia sẻ cùng với nhau thêm một cái phần mềm thì nó sẽ giúp mấy bạn không bị bỡ ngỡ và không bị quá rụt rè trong việc giao tiếp, và các bạn có thể chia sẻ cho mình những cái tâm sự riêng và không một ai biết, không phải gặp mặt trực tiếp hay là không biết mình là ai, đối phương là ai. Phần mềm Chatbot AI thiết kế sẵn những câu trả lời chung cho những vấn đề học sinh thường gặp. Với những câu hỏi, vấn đề riêng tư khác, các thầy cô trong tổ tư vấn tâm lý của trường sẽ giải đáp, hướng dẫn các em ứng xử, giải quyết phù hợp, đúng đắn. Và cả người hỏi, người trả lời đều không gặp mặt, không biết nhau. Sau hơn một năm đưa vào hoạt động, phần mềm Chatbot AI đã có hơn 1.500 lượt truy cập, đặt câu hỏi. Học sinh trường Trung học cơ sở Trần Phú đã thoải mái hơn khi bộc lộ mình, còn nhà trường cũng nắm bắt được tâm lý chung của học sinh để định hướng phương pháp giáo dục, quản lý hiệu quả nhất. Trong đó có việc giải quyết được nhiều vụ mâu thuẫn trong học sinh hay những vấn đề tâm lý, tình cảm phức tạp của các em. Cái trang web này nhằm có thể giúp đỡ các bạn có thể trao đổi với lại những cái phần mềm mà do chính con người, chính những phụ huynh, giáo viên và những bạn học sinh như chúng em tạo ra. Chúng em có những cái suy nghĩ giống nhau để giúp đỡ nhau trong việc học và những cái vấn đề về tâm lý và cá nhân của mình. Thứ nhất là khi mà đưa cái này vào sử dụng trong nhà trường thì cái việc mà bạo lực trong học đường ở trường Trần Phú là giảm gần như là không còn nữa. Còn vấn đề thứ hai thì về phía nhà trường mà để hỗ trợ các em thì thứ nhất là định hướng cho các em có những cái câu trả lời đúng. Tức là chẳng hạn như khi các em không phải là tự lấy những câu trả lời bất kỳ ở đâu trên mạng một cái nơi nào, mà phải có cơ sở do các chuyên gia tâm lý hoặc do những cái sách có cái độ tin cậy cao để mà chọn lọc những cái câu trả lời trong đó. Hiện Nguyễn Bảo Ngọc và Nguyễn Huỳnh Thảo Nguyên cùng các giáo viên trường Trung học cơ sở Trần Phú, thành phố Vũng Tàu tiếp tục hoàn thiện phần mềm tư vấn tâm lý online theo hướng có cả hai hình thức tư vấn tâm lý dành cho học sinh, hoặc công khai hoặc chat room 11. Đồng thời, học sinh có thể đặt lịch với tổ chuyên gia tư vấn tâm lý của nhà trường để gặp gỡ tư vấn trực tiếp thông qua phần mềm này.